À, xin chào các bạn, đây là cái đế yên của xe DD đỏ nha. Đây, một cái đế zin nha các bạn. Đây, đế zin. Còn rất là đẹp, không bị sét, không mục, không gì hết nha. Mặt trên của nó còn sáng nè, chưa vệ sinh nha. Mới lấy về chưa vệ sinh. Đây, phần inox của nó còn sáng nha. Bên đây nó còn có dư một cái tay sẵn luôn, các bạn không cần phải chế gì, chỉ có gắn thôi nha. Thì đây là cái con cóc, nó gọi là con cóc yên của xe DD. Các bạn có nhu cầu gắn cóc yên dành cho xe DD thì liên hệ với mình nha, rất đẹp các bạn, chưa có bị sét gì hết. Gắn vô là bao chuẩn luôn, bao chuẩn, bao thành thiên luôn nè. Rồi ok, các bạn có nhu cầu mua phụ tùng vi xe cấp thì liên hệ với mình qua số điện thoại bên trên nha. Quy tắc mua hàng là chỉ tiền trước nhận hàng sau, không ship code. Và các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để thường xuyên theo dõi video phụ tùng vi xe cấp của bên mình nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.